Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với trại giam Ninh Khánh. Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo trại giam Ninh Khánh báo cáo tóm tắt kết quả một số mặt công tác nổi bật của đơn vị trong thời gian qua, đồng chí Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà đơn vị đã đạt được, chúc lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ đón một mùa xuân an lành, hạnh phúc. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu đảng ủy, ban giám thị trại giam Ninh Khánh cần tập trung làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác thi hành án hình sự, chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mỗi cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đồng thời tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp công tác vừa thực hiện tốt công tác giam giữ cải tạo thi hình án vừa bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn trại trong bất kỳ tình huống nào kiên quyết không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống